Thưa quý vị, để bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo lỗi lạc, nhà tư tưởng, nhà văn hóa kiệt xuất của đất nước, đã hiến dâng trọn cả cuộc đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trung ương Giáo hội đã có văn bản đề nghị chư tôn đức tăng ni, Phật tử nhất tâm cầu nguyện hồi hướng và thành kính tưởng niệm cùng thời điểm lễ viếng và lễ truy điệu cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo quy định của ban tổ chức tang lễ. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam kính đề nghị chư tôn đức ban, viện trung ương, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành phố tổ chức lễ tưởng niệm, thiết lập ban thờ di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nơi tôn nghiêm để tăng ni, Phật tử và nhân dân tụng kinh siêu tiến, thắp hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng theo hướng dẫn như sau: thời gian ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2024, địa điểm tại trụ sở Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, các hạ trường nơi tổ chức an cư kết hạ, các cơ sở tự viện. Trong đó, đúng 7 giờ ngày 25 tháng 7 và 13 giờ 26 tháng 7, thỉnh ba hồi chuông, trồng bát nhã, tụng kinh hồi hướng cầu siêu theo nghi thức truyền thống Phật giáo.